Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần thấm thoát đã đi đến nửa năm. Và trong tháng 6 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình gặp được rất nhiều những may mắn. Đặc biệt là khi mà chúng ta bước sang năm mới 2022 Nhâm Dần thì chắc chắn ngay từ đầu năm mọi người đã đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cho mình những điều tốt đẹp, để xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy. Trong tháng 6 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1907. Trong tháng 6 âm lịch năm 2022 thì quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu được thần tài tương trợ và chiếu cố nồng hậu. Và thưa quý vị, cụ thể khi bước vào tháng 6 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được rất nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Đinh Sửu còn tìm được cơ hội tốt để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 6 âm lịch này. Và trước khi bước vào nội dung cụ thể, quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chi tiết của tử vi những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh giản hạ thủy, có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc nhưng cũng chẳng nề hà gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình, chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp người khiến họ tâm phục, khẩu phục thì chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Tháng này, tình hình sức khỏe của những người tuổi Sửu sinh năm 1997 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh trắng tay cũng như là vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư và chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp đinh âm hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Sửu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc gặp nhiều trở ngại trong tháng này, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tử vi tuổi Sửu năm 2022 chỉ rõ, trong tháng này xung khắc địa chi và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến gia chủ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Nếu không cẩn thận, bạn còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung cơ hội phát triển sự nghiệp mở rộng, cơ hội làm ăn trong tháng này cũng nhỏ và không đáng kể, thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, do cục diện xấu lại có đại hao chủ hao tán về tiền bạc ảnh hưởng, vận trình tài lộc sụt giảm hơn hẳn so với năm trước, các hạng mục kinh doanh đều không đạt được kết quả như mong muốn và thậm chí là có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lãi lại chẳng thấy đâu, khiến tinh thần suy sụp khá nhanh, tâm lý bất ổn.
Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, hạn chế tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà đất vội vàng, nếu không sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo vì chính sự nóng vội của bản thân, tiền một đi không trở lại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế và đặc biệt đó là một vòng tay tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Đinh Mùi, người tuổi Đinh Sửu dễ mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Có điều cần phải chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ và nhất là thai phụ, hết sức lưu ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị động thai. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và mang lại may mắn bình an cho sức khỏe của quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng gặp sao hạn chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm, người độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều, thậm chí đôi khi sự nóng nảy, bảo thủ của bạn còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu đối với đối tượng bạn thầm mến nên tình cảm càng thêm bế tắc. Người đã có gia đình nhìn chung khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tháng này bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Sửu, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể trực tiếp liên hệ đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1997 trong tháng 6 âm lịch này. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn.
Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.